Công an thành phố Đà Lạt đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ khởi tố hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản và tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó khoảng 15 giờ ngày mùng 5 tháng 5, Nguyễn Thạch Thảo sinh năm 1996, trú tại Đà Lạt, đến công an thành phố Đà Lạt để nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông do không đủ tiền đóng phạt Thảo ra về. Lúc ra về trên đường Trần Phú, Thảo thấy một chiếc xe hiệu Yamaha Mio Yutimo đang cắm khóa xe nên đã nảy sinh ý định lấy chiếc xe trên để bán kiếm tiền tiêu xài. Thảo đã lấy xe chạy về phòng trọ của Lê Hữu Hoàng Phúc sinh năm 1995 để nhờ Phúc bán dùm. Phúc đã đồng ý và cất giấu chiếc xe ở nhà người quen chờ tiêu thụ. Qua quá trình truy xét, sáng ngày 7 tháng 5, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt hai đối tượng để điều tra làm rõ. Được biết cả hai đối tượng trên đã bỏ học từ lâu, còn Phúc thì có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vào năm 2013.